Kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi thông tin về chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết dứt điểm nội dung khiếu nại của một số công dân trên địa bàn thành phố. Tiếp theo là các phóng sự tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đền chùa Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương. Cần nhanh chóng thực hiện phương án chống sạt lở tại núi Ba Phù, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Cuối chương trình là mục nhắn tin, sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vụ việc và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 9. Về kiến nghị của ông Trần Hoàn, địa chỉ số 889A đường Nguyễn Văn Linh, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân về việc đền bù hỗ trợ đối với diện tích 300m2 đất của nhà ông tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An bị thu hồi để triển khai dự án đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi vào năm 2011. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành giao Ủy ban nhân dân quận Hải An chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại chủ trương, phương án thu hồi đất, danh sách nhận tiền, trách nhiệm của các cơ quan, trên cơ sở đó căn cứ lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cho gia đình ông Hoàn. Về kiến nghị của bà Đào Thị Thái, thôn 3, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, kiến nghị việc ông Vũ Văn Cảnh phá dỡ ngôi nhà có diện tích 30m2 được gia đình bà xây dựng trên phần diện tích đất nông nghiệp mua năm 2005, trong khi gia đình bà không còn chỗ ở nào khác. Về sự việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị chuyển nội dung đơn kiến nghị của bà Thái về huyện Thủy Nguyên giải quyết. Giao Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên căn cứ theo chế độ chính sách, đối tượng và xác minh làm rõ nếu gia đình bà Thái là hộ chính sách, không có chỗ ở thì sẽ xem xét việc giao đất theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hộ bà Thái. Đối với sự việc của bà Trần Thị Minh, địa chỉ số 20/115 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, kiến nghị việc hơn 8 tháng nay gia đình bà vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và Sở Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo thì cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng đồng dân bầu cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý. Quy định là như vậy nhưng những năm qua, vấn đề quản lý các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tại nhiều địa phương chưa được coi trọng đã làm phát sinh những mâu thuẫn. Đây cũng là nội dung phản ánh của nhân dân thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vừa qua. Năm 2000, được sự đồng ý của chính quyền các cấp, nhân dân thôn Cái Tắt, xã An Đồng đã trích một phần đất của đền thờ Đức Thánh Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi để xây một ngôi chùa với mục đích thờ Phật. Khi chùa xây dựng xong, nhân dân có trình đơn và được Giáo hội Phật giáo Hải Phòng cử sư chủ trì về quản lý và trông coi chùa. Tuy nhiên, những năm qua, ban quản lý đền thờ Đức Thánh chỉ được thiết lập tại cơ sở thôn. Cộng với việc đền và chùa cùng nằm trong một khuôn viên nên ít nhiều xảy ra những mâu thuẫn đáng tiếc giữa các Phật tử và nhân dân trong thôn Cái Tắt, giữa ban quản lý đền và nhà chùa. Những mâu thuẫn này đều bắt nguồn từ việc buông lỏng trong quản lý cơ sở tín ngưỡng của địa phương nhiều năm qua. Đó là việc chồng chéo trong việc quản lý giữa đền và chùa, là vấn đề quản lý các hòm công đức, vấn đề thu chi từ nguồn quỹ công đức chưa được công khai, minh bạch. Các hộ dân thôn Cái Tắt cho rằng, việc quản lý cơ sở tín ngưỡng đều cần phải giao cho cơ sở thôn, nhà chùa không có chức năng quản lý đền. Để khẳng định quan điểm này, ngày 21 tháng 8 năm 2016, một số đại diện thôn đã tự thành lập ban quản lý đền Cái Tắt và mặc định hoạt động cho đến nay. Mong muốn của các ủy chính quyền địa phương và cũng mong muốn như vậy là của nhân dân thôn Cái Tắt như này. Trước hết, đền với chùa phải giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Trên cơ sở luật pháp và trên cơ sở luật tín ngưỡng tôn giáo, đền và chùa là hai lĩnh vực riêng biệt. Đền là do dân quản lý, chùa là do nhà chùa quản lý. Trước đây thì giao cho cơ sở thôn để quản lý đối với các cái cơ sở tín ngưỡng. Tuy nhiên là sau khi mà ủy ban xã đã có quyết định thành lập thì toàn bộ các cái khuôn viên liên quan đến khu vực đền chùa Cái Tắt này là do ban quản lý của ủy ban xã quản lý. Trước mâu thuẫn phát sinh nhiều năm tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đền chùa Cái Tắt, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã An Đồng đã quyết định thành lập ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đền chùa Cái Tắt gồm 5 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban.
thành viên ban quản lý có sự góp mặt của đại diện cơ sở thôn và sư chủ trì chùa Cái Tát. Ban quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa tại cơ sở tín ngưỡng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Điều này cũng có nghĩa các ban quản lý tự xưng khác ngoài ban quản lý do xã thành lập đều không có tư cách hoạt động và chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Xã Lại Xuân là một trong 6 xã miền núi của huyện Thủy Nguyên, có địa hình nhiều đồi núi, đất đá đan xen và có nhiều mỏ khai thác đá vôi lớn của thành phố. Cách đây không lâu, tại đây cũng đã từng xảy ra sạt lở núi, chính quyền đã phải tổ chức di dời người dân. Nhận đơn kiến nghị của một số hộ dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên về việc Ủy ban nhân dân huyện chậm thực hiện phương án chống sạt lở trên núi Ba Phủ, dẫn đến tình trạng việc sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chúng tôi đến khu vực sạt lở tại núi Ba Phủ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên sau một trận mưa. Ngay dưới chân núi xuất hiện khối lượng đất đá lớn. Theo như phản ánh thì lượng đất đá này mới bị sạt xuống do ảnh hưởng của một số trận mưa to vừa qua. Được biết, đợt sạt lở đầu tiên xảy ra vào tháng 10 năm 2017 với chiều dài khoảng 60m, rộng khoảng 0,5m. Chính quyền xã kịp thời thông báo yêu cầu các hộ dân di dời, nghiêm cấm mọi người không được đi vào khu vực nguy hiểm để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên huy động các loại phương tiện, máy móc xử lý chống sạt, cắt tầng để hạ độ cao và đưa khoảng 10.000 mét khối đất sạt lở ra ngoài ngay trong ngày hôm sau. Tuy nhiên, do mới chỉ dừng lại ở việc đưa đất sạt ra, còn các biện pháp khác vẫn chưa được thực hiện. Còn cái việc di dời ở đây là di dời theo cái phương án di dời cái khoảng diện tích cái đất sạt ra là do Ủy ban huyện là chủ đầu tư và chỉ định cái đơn vị thi công. Chứ còn Ủy ban xã Lại Xuân thì không là người thực hiện và cũng không có cái hoạt động gì trong cái khu vực này cả. Chỉ là sự phối kết hợp giải quyết với các cái hộ dân khi có các cái tài sản rồi là các cái cây cối hoa màu trên đây. Hiện có khoảng 20 hộ dân nằm ngay dưới chân núi Ba Phủ. Việc sạt lở vào năm 2017 đã làm đổ tường bao một số gia đình. Từ đó đến nay, mỗi khi có mưa to thì nước và bùn đất lại chảy vào nhà người dân. Khi mỗi một khi trận mưa xuống nó đổ đất xuống là sau nước nó vào ủy ban nó bùng qua sang nhà. Lại tối hôm qua tối hôm kia lại cả nhà tập trung lại hút nước ở trong nhà. Người thì xách xô, người thì múc nước. Để đảm bảo cuộc sống của gia đình nên các gia đình đã đào một đường thoát nước dưới chân núi cho nước chảy vào Ủy ban nhân dân xã như thế này. Chúng tôi ở đây thì anh em thực ra là rất là lo lắng cho vấn đề này. Nó không phải các hộ dân đâu mà anh em chúng tôi ở đây cũng liên quan đến cái làm việc hàng ngày này, cái tài sản của địa phương này, rồi nó ảnh hưởng đến các cái hộ dân xung quanh. Cứ có mưa là rất là lo lắng, nó xảy ra những cái việc mà nó không hay về tài sản tính mạng của nhân dân mà mình rất là lo, rất là khó. Nên cũng đề nghị là đối với thành phố huyện Phú Kiến sớm để giải quyết sớm cái việc chống sạt lở đảm bảo an toàn của các hộ dân. Theo như Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết, ngay sau khi việc sạt lở xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện đã lên phương án chống sạt tại khu vực núi Ba Phủ, nhưng do một số vướng mắc nên đến nay phương án này vẫn chưa thực hiện được. Thưa quý vị và các bạn, ông Bùi Đình Cụ ở xã Quang Trung, huyện An Lão có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng yêu cầu sớm giải quyết quyền lợi của gia đình trong việc đền bù do thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10. Theo ông Cụ, diện tích được đền bù của gia đình là chưa chính xác, trong quá trình tiến hành đền bù còn thiếu công khai, minh bạch. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung khẳng định kiến nghị của ông Cụ là không có cơ sở. Năm 2015, thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện An Lão tiến hành đo đạc và xác định hộ ông Bùi Đình Vụ có 12m2 đất thuộc diện bị thu hồi, trong đó chỉ có 2,78m2 là đất ở. Phần diện tích đất còn lại, gia đình ông Vụ đã nhận được bồi thường khi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 10 vào năm 2000. Theo Ủy ban nhân dân xã Quang Trung, sổ mục kê và bản đồ địa chính được lưu giữ tại địa phương đã thể hiện rõ điều này. Vì vậy, vừa gia đình ông Vụ kiến nghị được hưởng đền bù cho diện tích 9m2 này là không có cơ sở. Căn cứ vào cái tài liệu mở rộng quốc lộ 10 năm 2000 thì chúng tôi đã xác định là cái nguồn gốc đất của ông Vụ là đúng với lại cái trích lục hồ sơ địa chính, và sau khi trích lục thì đã công khai niêm yết công khai và thông báo gia đình. Thế qua cái thời gian niêm yết công khai và thông báo thì không thấy nhận được các cái ý kiến phản hồi. Sau khi xác định rõ nguồn gốc đất,
Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Lan Lão đã tiến hành bồi thường cho phần diện tích đất thu hồi vĩnh viễn của gia đình ông Vụ là 2,78 m2, tương ứng với số tiền hơn 24 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gia đình ông Vụ tháo dỡ công trình trên phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên, trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng, gia đình ông Vụ đã tự ý tháo dỡ công trình, không thông báo cho chính quyền địa phương, dẫn đến phần tháo dỡ bị sập đổ, ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu ngôi nhà 2 tầng. Sau khi kiểm kê thiệt hại, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện An Lão đã xây dựng phương án hỗ trợ tài sản vật kiến trúc trên đất sập đổ cho gia đình ông Vụ với tổng số tiền lên tới hơn 751 triệu đồng. Khi tháo dỡ thì lẽ ra về nguyên tắc nào thì lúc đó là rất nhiều nhà tháo dỡ. Thế và có một cái giao cho chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân xã Phong Trung. Nhưng trong quá trình giám sát là người ta làm, người ta cố tình làm, người ta tháo dỡ vào cái buổi sáng sớm. Cho nên là Ủy ban xã khi mà phát hiện ra thì đã kéo đổ rồi. Thì khi mà kiểm điểm với trách nhiệm ấy, thì Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện cũng đã kiểm điểm, tức là rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với trường hợp này. Và trong đó thì toàn bộ cái công trình nhà ông Ngụ thời điểm đó là nứt hết nhà. Và Hội đồng họp đi họp lại và bàn cuối cùng quyết định là đền bù toàn bộ tài sản với gia đình ông Ngụ này 100%. Thì chính vì như vậy cho nên cái số tiền cuối cùng là gia đình ông Ngụ được nhận hơn 751 triệu. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện An Lão cũng đã có công văn trả lời kiến nghị của ông Bùi Đình Cụ. Công văn này khẳng định diện tích thu hồi đất của ông Cụ thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 10 năm 2015 chỉ có 2,78 m2. Trong khi đó, ông Cụ vẫn khẳng định toàn bộ 12 m2 đất bị thu hồi phục vụ dự án là đất thổ cư và gia đình ông cũng chưa nhận được tiền bồi thường khi nhà nước mở rộng quốc lộ 10 vào năm 2000. Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện An Lão cho biết, ông Vũ có thể kiến nghị đến Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét và xác định diện tích đất này là đất ở hợp pháp và dự án mở rộng quốc lộ 10 năm 2000 chưa bồi thường, hỗ trợ, thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm giải quyết các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 năm 2018, chuyên mục hộp thư bạn nghe đài xem truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã nhận được đơn khiếu nại của các ông bà Nguyễn Thị Vòng, thôn 11, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên về việc chưa được cấp giấy phép quyền sử dụng đất cho một phần diện tích đất còn lại. Phạm Đăng Trung, thôn 10, xã Trinh Mỹ, huyện Thủy Nguyên về việc cấp sổ đỏ không đúng diện tích đất hiện trạng. Lưu Thị Ngọc, 29A chợ hàng phường Đông Hải, quận Lê Chân về việc Ủy ban nhân dân phường Đông Hải phản ánh không đúng thực tế công trình xây dựng. Đinh Ngọc Khương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên về việc Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ không đền bù thỏa đáng khi thanh lý hợp đồng thuê đầm của gia đình ông. Chúng tôi đã gửi những nội dung phản ánh của những công dân trên tới Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, Ủy ban nhân dân xã Chính Mỹ, Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vậy đề nghị các quý cơ quan sớm xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng theo quy định của luật báo chí và luật khiếu nại tố cáo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.